Thì một trong những đồng mà rất nhiều bạn quan tâm đó chính là đồng XRP. Thì các bạn thấy được là XRP đó bây giờ đã qua khỏi 1 đô la rồi, bây giờ là 1 đô lẻ 7 cent, tăng 24,2% trong vòng 24 giờ qua. Thì chuyện gì đang xảy ra? Thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào cái tình hình của XRP đi. Các bạn thấy được chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ của XRP trên sàn Binance, biểu đồ nến ngày. Thì các bạn thấy được XRP so với là USDC Tether. Thì trong dòng cái thời gian 2 ngày qua, các bạn thấy được là XRP đã tăng vọt từ cái mức mà các bạn thấy khoảng chừng là 60 cent mà qua khỏi 1 đô la. Và lần cuối cùng, các bạn thấy được là lần cuối cùng mà chúng ta thấy XRP mà qua khỏi 1 đô la là khi nào? Chúng ta phải trở lại mãi cho đến là năm 2018. Thì lúc đó chúng ta mới thấy được XRP qua khỏi 1 đô la. Và các bạn thấy được là cái giá cao nhất từ trước tới bây giờ của XRP đó, khi chúng ta nhìn vào ConGecko, thì các bạn thấy được là all time high là 3 đồng 40 cent. Thì các bạn thấy là chúng ta bây giờ thì XRP đã qua khỏi 1 đô la rồi. Và một những thông tin rất là tốt, các bạn thấy là XRP đã trở về và bây giờ đứng hàng thứ tư. Và thông tin mà chúng ta nói tới ngày hôm nay chính là cái thông tin diễn biến liên quan đến cái cuộc kiện tụng giữa XRP và SEC. Các bạn cũng đã nhớ là bắt đầu từ tháng 12 đó, thì lúc đó chúng ta đã thấy là cái sự việc liên quan tới ban chứng khoán của Hoa Kỳ đã đi kiện công ty Ripple liên quan đến một số việc và xoay quanh cái việc là XRP có phải là chứng khoán hay không. Và nếu như XRP là chứng khoán thì công ty Ripple đã bán chứng khoán trái phép và cũng kiện những người mà lãnh đạo của XRP. Trong đó chúng ta có CEO của công ty Ripple Labs, đó chính là Brad Gallinghouse, và chủ tịch Christian Larsen. Và hai người này cũng đã được nêu tên ở trong cái bản cáo buộc của SEC. Và cái vụ kiện tụng này đã dẫn đến rất nhiều những cái sàn giao dịch đã loại bỏ đồng XRP ra khỏi sàn của họ. Cho nên các bạn hiểu được chúng ta, nếu như mà sống ở Hoa Kỳ đó, nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ thì nếu như mà muốn đi thu mua XRP thì bây giờ chỉ còn một số ít sàn hỗ trợ mà thôi. Những sàn lớn như là Coinbase thì đã ngưng, không có hỗ trợ mua bán đồng XRP nữa. Và đương nhiên điều này làm cho giá cả XRP rất là xấu trong cái thời điểm mà kiện tụng bắt đầu bùng nổ. Các bạn thấy được chúng ta trở về đi trong vòng 90 ngày qua, thì các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào cái thời điểm mà kiện tụng xảy ra đó, đã dẫn đến là các bạn thấy là giá của XRP đi xuống tới mức chỉ còn có 22 cent mà thôi, 21 cent. Đó chính là cuối năm 2020, ngày 30 tháng 12. Và tôi cũng đã chia sẻ với bạn rất nhiều về cái vụ kiện tụng này, cho nên chúng ta cũng sẽ không đi vào chi tiết. Nhưng mà các bạn cũng đã biết là bản thân Thuận thì ở cái thời điểm này đã đổi đồng XRP qua đồng Ethereum. Và Ethereum cũng đã có sự tăng trưởng cũng rất tốt từ tháng 12 cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà cái thông tin mà chúng ta nhận được, cái thông tin chúng ta nhận được cách đây chỉ có là một ngày, đó chính là thông tin liên quan đến là có hai cái email sẽ bị loại bỏ trong cái danh sách mà những chứng từ sẽ được đề cập đến trong vụ kiện này. Và hai email đó là hai cái email liên quan đến một người ẩn danh và công ty Ripple. Hôm nay chúng ta nhận được thêm thông tin nữa. Thì thông tin này nắm cách đơn giản đó, thì công ty Ripple khi mà ra tòa đó, thì luật sư của công ty Ripple đã nói là tại sao mà Ethereum và Bitcoin không phải là chứng khoán mà XRP thì lại bị kiện bởi SEC. Tại vì cũng đã biết là ở trong thị trường crypto này chỉ có hai đồng duy nhất mà SEC đã tuyên bố không phải là chứng khoán, đó chính là Bitcoin và Ethereum. Thì các bạn cũng đã biết mỗi lần mà một đồng nào bị kiện tụng là chứng khoán rất là phiền phức. Và nếu như mà bị liệt vào chứng khoán thì coi như là không còn hoạt động được nữa. Tại vì những sàn giao dịch á, thì họ sẽ loại bỏ những cái đồng này. Và sau đó thì các bạn hiểu được là những đồng này phải có đầy đủ chứng từ để có thể lên sàn chứng khoán. Cho nên một đồng nào mà bị liệt vào chứng khoán thì đó là một cái rắc rối rất lớn. Cho nên không đồng nào muốn bị liệt vào chứng khoán hết. Và XRP có phải là chứng khoán hay không? Thì công ty Ripple nói là XRP thì cũng giống như là Bitcoin và Ethereum. Thì tại sao mà SEC nói Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán thì dựa vào những cái lập luận nào? Thì công ty Ripple đã đòi hỏi chứng từ của SEC để cho biết là tại sao mà Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán. Và cuối cùng thì ngày hôm nay thông tin nhận được đó chính là công ty Ripple sẽ nhận được những cái tài liệu trước đây mà được sử dụng. Những tài liệu này có thể là những cái chứng từ qua lại hay là những cái ghi chú cho những cái cuộc họp giữa nội bộ của SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ, để coi coi là những cái lập luận đó là những lập luận gì mà tại sao mà XRP là bị coi như là chứng khoán bởi SEC nhưng mà Bitcoin và Ethereum lại không phải. Thì đây là một trong những cái bước tiến tới rất tốt, nhiều người cho là cái cơ hội mà thắng kiện của công ty Ripple đã tăng lên. Tại vì khi mà có được cái tài liệu này, cái văn bản này, thì công ty Ripple có thể là gây dựng một cái chiến dịch biện luận hiệu quả hơn khi mà biết những suy nghĩ của SEC
tại sao cho Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán, thì đây là một trong những điều mà rất lớn đang xảy ra trong ngày hôm nay. Kế tiếp nữa thì các bạn thì được là một trong những luật sư mà trước đây cũng đã comment trong một vụ kiện này, đó chính là Jeremy Hogan. Thì trước đây Jeremy Hogan cũng đã nói tới cái vụ kiện của công ty Ripple về SEC. Các bạn thấy được là Jeremy Hogan hôm nay cũng đã đăng ở trên Twitter, đó chính là khi mà Jeremy Hogan đi tìm hiểu thêm về cái vụ kiện giữa SEC và công ty Ripple, thì nhìn vào một cái văn bản trước đây, văn bản này là văn bản năm 2016, thì đây là một cái văn bản cho thấy được là SEC đã đồng ý với lại FinCEN. FinCEN là một cái đơn vị mà thuộc Bộ Tài chính của Hoa Kỳ. FinCEN là cái đơn vị mà chống lại những cái tệ nạn liên quan đến tài chính. Thì năm 2016 thì ít ra thời điểm đó SEC đã đồng ý với FinCEN là XRP là một đồng thuộc cái loại là digital currency, nghĩa là một cái tiền điện tử. Thì tại sao mà năm 2016 SEC đồng ý với FinCEN là một cái loại tiền điện tử nhưng mà bây giờ lại nói là một cái loại chứng khoán điện tử? Thì đây sẽ là hai cái điều rất lớn dẫn đến nhiều người cho là cơ hội của XRP ngày càng tăng lên, cho nên các bạn thấy được là giá cả đã phản ứng rất là mạnh và đã tăng trưởng. Thì đây là thông tin liên quan tới XRP mà tôi muốn mang đến cho các bạn. Và chúc mừng những bạn nào mà đã có lòng tin và lưu trữ XRP cho đến ngày hôm nay. Khi mà biết thêm thông tin liên quan đến vụ kiện này, tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Nhưng mà cho đến bây giờ, đây là những thông tin mới nhất mà thường có thể chia sẻ. Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Thì trong cái video này thường còn một cái thông tin nên thường muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là cái thông tin liên quan tới đồng Binance Coin, đồng BNB. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết, thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những bạn nào mà muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội, các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì bấm vào link bên dưới, các bạn sẽ tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi các bạn tham gia vào những sàn như là Binance, hay là nhận được bonus khi mình tham gia vào những sàn như là Bybit, AMT, FTX, sàn Binance US. Cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ, sàn Coinbase, ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lãi mà chúng ta cũng nói tới khá nhiều trên channel này, và CryptoKhoan, cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Và những bạn nào mà có hứng thú thì những thông tin sẽ nằm bên dưới cái video này. Một cái đồng altcoin khác thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay, đó chính là đồng đứng hàng thứ ba hiện bây giờ là đồng BNB. Binance Coin, các bạn thấy được, bây giờ đã qua khỏi 400 đô rồi. Bây giờ là 408 đô, tăng 10% trong vòng thời gian là 24 giờ qua và tăng 31,9% trong thời gian 7 ngày qua. Thì chúng ta nhìn vào đồng BNB đi, các bạn sẽ thấy được là hôm nay đã đạt cái đỉnh cao kỷ lục. Các bạn thấy được là cái mức giá bây giờ là 407.98, và cũng ngày hôm nay thì đồng BNB đã lên tới cái đỉnh cao kỷ lục là 410 đô và 46 cent vào ngày hôm nay, cái tên khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ. Thì chúng ta thấy được là bây giờ khi các bạn đi lên trên Google tìm kiếm những thông tin liên quan tới Binance Coin BNB đi, thì không nhiều những cái bài viết nói là tại sao mà đồng BNB lại tăng trưởng như vậy. Thì các bạn thấy được là tuy là tăng trưởng như vậy nhưng mà bây giờ đã vốn hóa của đồng Binance Coin là 62,9 tỷ đô la, so với lại các bạn thấy được là Ethereum là 243,5. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái cơ hội tăng trưởng của BNB thì vẫn còn khá cao. Các bạn cứ lấy con số của Ethereum đi là 243,5 tỷ chia cho các bạn thấy được là 62,9 tỷ, thì vốn hóa của Ethereum hơn Binance gần như là 4 lần, 3,8 lần. Thì bạn được là nếu như mà Binance không có thể chiếm được phân nửa vốn hóa của Ethereum, có thể là các bạn thấy được là 243,5 tỷ đi chia cho 2, có nghĩa là các bạn thấy được là tổng cộng là 121,7 tỷ chia cho cái số lượng vốn hóa bây giờ của đồng BNB là 62,9, thì các bạn thấy là phải tăng 1,9 lần. Có nghĩa là các bạn lấy con số này nhân cho 408 thì đồng BNB nếu như mà được phân nửa giá của Ethereum, được phân nửa vốn hóa của Ethereum, thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ thấy là một đồng BNB có thể lên tới là 789 đô. Nhưng mà chúng ta thấy là tuy là thông tin không có nhiều những thông tin liên quan đến tại sao đồng BNB lại tăng trưởng, nhưng mà ngày hôm qua thường có đăng một số thông tin là gần đây đó, các bạn thấy được là
CEO của Binance nói úp tới mở rất nhiều lần liên quan tới giá cả của BNB, thì nó tóm lại là giá cả BNB thì CEO của Binance ngày hôm qua nói là giá sẽ tăng. Giống như là thấy cái tweet này được chia sẻ là CEO của Binance, nghĩa là CEO của sàn Binance sẽ nói là BNB ở $370 là cái nơi mà gọi là dip, như là cái nơi mà các bạn có thể mua thêm. Các bạn thì được là một cái tweet khác nữa của CZ cũng nói là một số người bạn của CZ tự đánh cái chân của mình tại vì đã bán BNB quá sớm. Hay là một cái tweet khác nữa các bạn thì được là CZ lúc mà giá cả là $393 thì CZ nói là thấy đồng BNB có thể là trong cái khoảng là $400. Thì những điều này thì có thể là CZ đang nói tốt về đồng của mình, đang gây cái sự FOMO. Nhưng mà các bạn thấy được là một trong những điều quan trọng hơn đó chính là Key on You của Crypto Khoan. Thì Key on You chia sẻ đó là đã thấy Binance gửi tổng cộng là 26.000 Bitcoin đi vào cái địa chỉ ví BTCB. Thì BTCB là gì? BTCB đó chính là cái địa chỉ ví Bitcoin ở trên mạng lưới của Binance Chain. Thì cũng tương tự như là các bạn thấy được là chúng ta có những đồng như là Wrapped Bitcoin ở trên Ethereum. Đây là những cái đồng Bitcoin thế chấp, nghĩa là các bạn có thể lấy Bitcoin gửi vào một cái hợp đồng, sau đó các bạn dùng Bitcoin đó làm thế chấp và từ đó các bạn có thể là có được những cái đồng đại diện cho Bitcoin nhưng mà trên mạng lưới của Ethereum. Thì cũng tương tự, khi mà các bạn gửi đồng Bitcoin vào trong mạng lưới của Binance thì các bạn có thể dùng đồng Bitcoin đó để mà dùng làm thế chấp, sau đó tạo những đồng BTCB này gọi là cái đồng đại diện cho cái số lượng Bitcoin các bạn thế chấp. Để làm gì? Thì các bạn thì được là các bạn có thể sử dụng những cái ứng dụng ở trên Binance Smart Chain. Thì hiện bây giờ đó, tổng cộng cái số lượng Bitcoin ở trên Binance Smart Chain đã lên tới 39.719 đồng Bitcoin rồi và cứ tiếp tục tăng trưởng. Thì khi Yon Yu của CryptoKhoan nói đây là một cái dấu hiệu tăng trưởng của BNB, tại vì không biết chúng ta bây giờ vẫn chưa rõ là sẽ có chuyện gì lớn xảy ra hay là có hay không. Nhưng mà dựa theo tình hình này đó thì các bạn hiểu rất rõ ràng là bây giờ là có cái số lượng lớn Bitcoin đang được đưa vào trong mạng lưới của Binance Chain dùng nền thế chấp để mà tạo những đồng BTCB này, thì để dùng trong những cái ứng dụng phi tập trung của Binance Smart Chain. Thì đây có thể là một cái thông tin có thể đúng, có thể sai, nhưng mà đây chỉ là một cái chẩn đoán là có gì đó đang xảy ra. Có thể là có một ứng dụng nào đó là đang cần rất nhiều đồng Bitcoin trên mạng lưới Binance Smart Chain mà sẽ là một cái ứng dụng có thể dẫn đến cái sự tăng trưởng cho mạng lưới của BNB. Đây là những cái chuẩn đoán mà thôi, nhưng mà ít ra đây là những điều mình có thể chia sẻ với các bạn trong cái tình hình là chúng ta thấy được là giá cả của đồng BNB tăng trưởng mạnh ở thời điểm hiện tại. Và đây là những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Hôm nay trong video chúng ta chỉ nói về đồng Binance và đồng XRP mà thôi. Và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.